Theo phúc trình mới nhất của Bộ Nội an Mỹ, hàng ngàn sinh viên quốc tế và thành viên của các chương trình trao đổi quốc tế không rời khỏi Hoa Kỳ khi kết thúc chương trình học tập, huấn luyện. Phúc trình ghi nhận trường hợp của nhiều người từ khắp nơi trên thế giới lẽ ra phải rời khỏi Mỹ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 năm 2015 đến cuối tháng 9 năm 2016. Báo cáo nói, du học sinh và những người tham gia các chương trình trao đổi có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao nhất, trên 40.000 người. Các nước có số du sinh không chịu rời khỏi nước Mỹ nhiều nhất là Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc, Ấn Độ và Brazil. Việt Nam có 1.860 trường hợp, chiếm 12,5%.